Huyện Long Điền cũng tổ chức hội trại tổng quân năm 2023 để tuyển 164 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 35 thanh niên làm nghĩa vụ công an. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho hội trại của huyện đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khai mạc hội trại diễn ra vào lúc 14 giờ chiều ngày hôm nay và lễ giao nhận quân vào sáng ngày mai 8 tháng 2. Với chủ đề thanh niên huyện Long Điền với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hội trại tổng quân huyện Long Điền năm nay diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như viếng nghĩa trang liệt sĩ liên huyện Long Điền đất đỏ, tượng đài nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và đền thờ liệt sĩ huyện Long Điền, tổ chức các trò chơi vận động, văn nghệ, tặng quà và giao nhiệm vụ cho đảng viên nhập ngũ, giáo dục truyền thống cho thanh niên nhập ngũ.